Đấy, hôm nay em quay cho các bác là đây là đôi này là em ghép sinh sản giữa một con thái bông với một con ta. Đấy, da phôi ra thành con bố mẹ rất là chuẩn, không có cái gì chõm chẹt nhau cả. Đấy. Đấy, con bố là con mơ mặt, con mẹ là con ta. Đấy, thúc đẻ vừa nhặt trứng hôm trước. Thúc đẻ rất tốt luôn. Đấy. 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 Đấy, chim bảo được nha các bác nhé. Hôm nay là thứ ba, em có gọi là ngày 21 tháng 8. Ô, tháng này ô. 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 Ô đi. Ô. Ô. Chim rất là thuần. Bảo ù tít thò luôn này. Đấy. Đấy. Mặt mũi đây. Đấy, ổ đây. Đấy. Thì bác nào mà lấy riêng con trống khách bảo được này thì để cho các bác 1,2 triệu. Còn nếu mà bác nào lấy cả đôi về sinh sản thì em lấy 1,5 triệu. Clip mã số 21. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta vào để like ghép giọng và chim đúng video, cam kết cho các bác là đang sinh sản ổn định tốt. Đấy, chim bố là bảo được nhá. Vừa nãy các bác xem thì biết rồi đấy, bảo trực tiếp được. Số của chú Thao là 0335305982.